Nhà cao cao mà vuông. Trứng ngu. Trứng ngu ấy anh ạ. Sao lật sang bên này nhỉ? Nếu cua này nó phải lật ra bên ngoài này chứ nhỉ. Còn đây có con côn trùng nữa này. Canh đây, canh các cô còn nấu cùng với con tu bu tu gì nhỉ? Tu khiết à? Tu khiết là con ngóe. Đúng rồi, đây con tu khiết này. Đây. Children crossing. Học sinh băng qua đường. Nhưng mà học sinh ở bên nào là không có chạy như học sinh Việt Nam các bạn. Học sinh bên Việt Nam là thấy cái biển là cứ người lớn đuổi người bé. Xin mời. Kim dưa. Kim má tanh. Kim má gì? Kim má tanh. Kim má tanh à? Kim má tanh. Cháu trai ra đây. Cho xem con này nào. Chết rồi à? Tùa à cái gì nhỉ? Chết. Măng tải đâu á? Tải. Tải đâu? Tải rồi, tải mới dám cầm. Ô con rắn giáo. Này gọi là dân giáo này. Đây chắc nguồn nước này. Hay chưa này. Đây chắc là cái bể nước. Đây là họ làm cái bể ấy, đúng không? Ăn quả xoài. Quả xoài chua. Nhưng mà ăn hết mất rồi. Mết rồi nhỉ. Mết. Cái gì? Tỏi á? Tỏi đâu mà tỏi. À. Tỏi đâu. Ủa. Có cả cái này luôn. Cả chúng mình luôn. Trời ơi, ở vùng biên giới này các bạn này. Các bạn ơi, rất là may là anh em mình lượn được một cái xe máy để đi sâu vào trong và đi chơi, để ghi hình thêm cho các bạn xem. Thật ra là không, ở bên này người ta không quy định đội mũ bảo hiểm nhé các bạn nhé, chứ không phải là mình vi phạm luật giao thông đâu. Ở bên nào thì không cần, không bắt buộc phải đội. Đấy, nên là xe cũng không gương luôn. Không gương. Biển số thì có thì cái xe đẹp hơn thôi, không có không sao. Ok, bây giờ anh em mình thẳng tiến. Yo. Hai bên đường cơ bản là toàn công ty Việt Nam sang khai thác quặng quặng đấy các bạn ạ. À. Quặng đổ đầy đường. Cái nhà dân bản làng thì chưa thấy đâu, không hết cả. Anh bảo đi 10 cây, cái anh cho mình mượn xe bảo 10 cây nó có cây xăng. Anh và chỉ cần đổ xăng cho anh ấy thôi, chứ anh ấy không lấy tiền thuê xe mà ạ. Rất là tuyệt vời. Quặng này. Bên này có vẻ như là hạn hán quá là ruộng chưa có nước để cấy này các bạn này. Để thả bò thôi. Ôi cái xe bị lật này. Xe bỏ cua bên nào. Xe Lào hay xe Việt Nam đấy. Trứng ngu. Trứng ngu ấy anh ạ. Sao lật sang bên này nhỉ? Nếu cua này nó phải lật ra bên ngoài này chứ nhỉ. Đường Lào cua lắm các bạn ạ. Xe Việt. Đây, xe này nó là mua ngô ở bên Lào về. Này thì hết lãi rồi. Tụi hết rồi. Đây có những cái chậm cân. Cân tả. Trên chậm cân đầy trái với lưới kìa. Các cán bộ đây đang hay đi bắt cá. Nắng quá. Đây trước mặt các bạn là có một cái bản làng đấy rồi. Bản gì đấy nhỉ? Reduce speed, giảm tốc độ. Ở đây biển báo còn có cả tiếng Anh đấy nhá các bạn nhá. Chuyên nghiệp ấy. Bạn anh du lịch bữa nay mới in cái này mới in cái này. Mình đây là người Lào gốc, của em người Lào à hay người Mông? Mình nhé, con Tây à? Con Tây à, người Thái à? Đây cũng con Tây này. Con Tây. Nhưng mà em con Tây ở người ở bên Việt thôi. Cái này chắc là hôm trang trí hôm Tết đấy à, đúng không? Chắc thế. Viết chữ. Anh đi vào trong anh chơi đây. Cảm ơn nhá, khắp trang. Nhà cao cao mà vuông.
cứ đổi ít tiền Lào đi, xong là mình vào đấy có cái gì mình mua nhỉ? Nhưng họ có cái gì không? Ở đây á? Phải coi. Chắc là người ta vẫn mới sang bên kia đổi tiền Lào, tiền Việt mà. Trời ơi, như thế nó mới vui chứ. Chứ vào kia thì chắc là không cần đi sâu quá đâu mà. Kiên khẩu, à kiên khẩu, à các chị này nói tiếng, các chị nói tiếng Thái rồi. À, hay quá, vào đây gặp các cô đang kiên khẩu, năng kiên khẩu à, năng kiên khẩu. Kiên khẩu kiên treo là ăn cái món gì? Là chấm chéo ấy. À chấm chéo. À chấm chéo đấy nhỉ? Chấm chéo, thịt thịt sấy chấm chấm chéo ạ. À đây là cái gì ấy chứ ạ? Cà. À quả cà. Còn thịt sấy. Còn thịt sấy đấy. Nhớ gì nhỉ? Thịt sấy gọi là nhớ gì? Nhớ dạ. Nhớ dạ. Đi nắng hoa mắt quá. Còn đây có con côn trùng nữa này. Con côn trùng. Ăn không? Cá khô. Ăn rồi, bọn cháu ăn ở ngoài cửa khẩu rồi. Chắc các cô đấy nói tiếng Việt Nam giỏi lắm nhỉ? Đương nhiên là giỏi rồi. Hay bán hàng cho người Việt Nam đúng không ạ? Mai mình có mang hàng gì sang bên chợ bán không ạ? Hả chị? Không có gì. À mai không có gì mang sang Nam Mèo bán à? Hay xôi còn nót thêm cái vải này nữa này. Để rửa cho nó dễ à? Nhà vuông xong là cái bàn ăn cũng vuông các bạn ạ. Cái gì cũng vuông. Thế, nhưng mà đàn ông đi đâu hết rồi chị? Đặt, à thế còn này là phụ nữ ở nhà. Phụ nữ cũng đi làm nhưng mà đến giờ ăn cơm thì ăn. Nó ăn cùng nhau à? Gọi nhau ra ăn cùng cho vui à? Hình như là mỗi người một cái xôi này mang đến đúng không ạ? Góp góp vào. Đây có cái rau gì lạ lạ này. Cái cây rau này nó cũng chưa ăn bao giờ này. Không gọi là... rau... Hả? Rau đắng à? Rau. Nó cũng gọi là phắc à? Phắc đúng không? Phắc khổm. Phắc khổm. Phắc khổm. Phắc khổm. Phắc khổm. Thế còn quả cà gọi là gì? Pá gì? À cái gì? Má khừa. Cái này má khừa. Má khừa. À. Canh đây, canh các cô còn nấu cùng với con tu tu gì nhỉ? Tu khiết à? Con tu khiết là con ngoé. Đúng rồi, đây con tu khiết này. Đấy, tu khiết đấy, lấy vợ người Thái có lợi đấy, biết được sang nào nói chuyện được các bạn ạ. Tu khiết. Anh em mình đến đây hết sữa mất rồi. Có tài răng Việt mà mở tươi làm. Ấy, em bé xinh chưa? Kéo sợ ăn. Kéo sợ ăn. Ôi, bà Sơn Na. Ở Sơn Na, cái bản chơi xong năm 2018 ấy. Sơn Na. Có biết không? Sơn Na. Nhưng mà thuộc... Sơn Na Mèo lên mà. À, thuộc ở chị người bên Nam Mèo gì? Ồ, thế thì... Nhưng mà chị sang đây lấy chồng à? À lấy chồng người Thái bên này à? Anh em mình đi lang thang vào trong xem có quán có kẹo không? mua cho các cháu này ít kẹo. Cái quán ở đâu nhỉ? Dưới hình như có quán hay sao nhỉ? Chào các chị nhá, bọn em đi chơi tiếp đây. Cảm ơn nhá, khán trai. Ơ hình như không có ai ở nhà hay sao? Không ai nhà. Chị ơi. Chị ơi. Muốn một kẹo cho trẻ con nhưng mà có một cái quán bên này không có chủ ở nhà rồi, không làm này. À. Bên này có người không? Hay là ở bên này, ok kìa, vào trong kia chơi đi. À. Chị bạn vừa đấy đi. Ừ. Đợi tí lên trên này. Ơ sao mọi người bây giờ mới ăn cơm trưa rồi? Thì mọi người đi làm lương về giờ này thôi. Giờ về không hay ăn. Quay dãy cho mọi người xem kiến trúc nhà này. Nhà đây rất là hay. Nhà không to, không dài nhưng mà đấy, quán đấy quá. Bắt tà. Bắt tà cái này. Cho chú xem tí. Xem. Hả?
Hồng Pin Long á? Hỏi ý le nói nưng mày. Xem thử cái đấy nào. Le ra ba giản cái đấy ba mày. Hay cái chai nhỏ xíu thế cho xem cái chai. Sợ. Bạn ấy bé xíu, bạn có một cái chai với một cái súng bắn cá này. Không biết bạn ấy bắt ở đoạn nào, chắc cái dòng suối giữa Việt Nam với Lào này. Chắc vẫn dòng đấy thôi. Children crossing. Học sinh băng qua đường. Nhưng mà học sinh ở bên Lào là không có chạy như học sinh Việt Nam các bạn. Học sinh bên Việt Nam là thấy cái biển là cứ người lớn đuổi người bé. Đây, học sinh bên Lào đi sang từ từ thôi. Trường học đâu ấy nhỉ? Không biết lắm. Trường học nhưng mà mình chưa nhìn thấy trường học ở đâu. Chả nhiều ô tô. Đường này có ít ô tô ấy nhỉ? Ít hơn cái đường bên Trường Khương. À đây, hình như trường học bên này. Đây trường học đây, đây đúng rồi, trường học kìa. Có quốc kỳ cái đây. Quốc kỳ bị che bắt đầu lùi lại. Trường nhưng mà sao bây giờ vắng thế nhỉ? Trường học này. Có học sinh đang học đúng không? Ừ, đang học à. Có học sinh học, mình có nghe tiếng nhạc. Tiếng nào, tiếng nào. Nhưng mà ở đây thì mình không vào đâu. Đấy, nhà này, hay chưa? Là chắc dầu rồi. Là chắc mấy ô tô. Ừ. Hầu hết nhà nào có ô tô cũ hoặc mới hoặc là ấy. Ô có kìa, bán dưa kìa. À bán dưa. Ừ bán dưa. À chắc kiểu gì mai cũng sẽ mang dưa lên chợ đấy nhỉ. Mình vào mua dưa ăn đi, khát nước quá. Ừ. Không, chị ơi. Chị Khải mắt tay nha. Ú dừa này. Bố vụ rồi. Làm chị sử má Khải bố Khải. Làm chị sử má ní Khải bố Khải. Ờ. Khải nhau là ư. Đô xin hả phần. Cần xin hả phần. Ừ. Cần 15.000 anh ạ. Đang rửa chắc mai cầm ra ngoài kia để bán. Quả. Quả này là quả nó ngọt hay sao đúng không? Ừ đấy, cái quả trong nó vàng vàng ấy. Nó già là nó lấy thìa xúc cái đúng không? Ừ đấy đúng rồi. Còn quả kia là quả Tâm Linh ăn dưa nào? Em ăn cái nào cũng được mà. Nhưng mà ở đây ít nước quá, mọi người rửa nước đục quá này. Tâm không cứ ấy thoải mái mà. Thì có nước nào trong thế đấy, chắc không có nước luôn. Thế đấy, ở trong này vẫn có nước trong mà. Mua dưa trắng này đi. Mua dưa trắng này. Này à? Vâng. Này. Ít thôi ạ. À. Để ăn thôi. Ăn là không thôi. Không ăn. Nếu như khỏi con ngon ăn đi được. À không, mình lấy nhiều nhiều đi không, tí phải cho trẻ con. Ờ. Lúc đầu tiên là nước cũng sạch cái này. Ừ thì đấy, quả có nước sạch mà. Ừ. Nhiều lần nữa nó thành cái màu này này. Không rồi. Mà sẽ không này. À cái túi bé à. Ờ khai lan chào lại. Cái này được, khai cái này cũng được. Lào lại này. Đấy, nhiều nhiều vì cho trẻ con. Đi lấy thử quả vàng cho ăn thử nhỉ. Ừ. Lấy một quả vàng cho ăn ở đây. Không biết đâu nó ngon thì lại còn nó ăn được luôn nhỉ. Cái nhũn là chín đúng không? Không, lấy quả nhũn đâu anh ạ. Thì mẹ ăn luôn mà. Ừ.
Đây này, lấy quả như chị đang rửa này này. Quả đấy à? Ừ, lấy quả như chị đang rửa ấy. Quả này ngon ạ. Để ăn thử rất là ngon thì lại mua tiếp. Ý mà cái mà không ăn hết sách qua biên giới là cũng nặng lắm đây. Ừ. Đây tính cho giáo xem bao nhiêu tiền. Không có lắm. Bốn cân. À đây cái kia nó đèn đây nè. Sinh nhơn. 4 cân mấy ạ? 4 cân 2 lạng à? Ừ, 4 cân 2. 15.000 một cân à? Ừ, xếp hả bán. Xếp hả là 15 đấy. 15.000 Việt Nam à? Việt Nam. 15.000 Việt Nam. Còn tiền mặt đâu đi? Còn. À, cô còn có cái thiết bị gì rút ra kìa. Rút cái thiết bị kia ra là gọi là gần 5 cân. Nhưng mà con lấy tiền Việt Nam không ạ? Chỉ có tiền Việt Nam thôi. Tiền Việt còn là Việt bên đền Việt với tiền nào giờ bằng nhau mà. Ừ. Thì một chú bảo là lấy tiền Việt cũng được. 60.000 đúng không? Ừ. Chú bảo lấy tiền Việt cũng được. 70.000 thì đấy. Đây là 70.000. 70.000 là đủ đúng không? 4 cân là 60.000 nên là hơn 4 cân đúng không? Vâng. Ok. Ăn thử quả này ấy mà. Ngon lắm. Còn nước không? Thôi tao mượn con dao. Rửa ít thôi anh ơi, bắn hết rồi. Nước ở đây chắc quý lắm đấy. Nước đây quý lắm ấy. Nhìn rửa. Mọi người còn không biết có nước cơ. Không biết. Mọi người bảo thế. Thế à? Ừ. Anh vặn ra mới biết. Ôi nhưng mà xin mà ít rửa mặt các bạn ạ, đi đường vừa nóng vừa bụi. Ui mát quá, thu nó mặn to à. Chắc mọi người tiếc lắm đấy. Thôi rửa thế rồi. Ờ. Rửa thế rồi mọi người tiếc nước lắm. Bún nào mà lọ ăn là bún nào. Gọt vỏ à? Tâm ăn quả này bao giờ chưa? Em ăn rồi mà. Anh gọt thì gọt, không có gọt thì thôi mình gặm cái gì? Ừ, gặm được. Ô, này. Ừ. Bên trong nó xanh nè này. Ừ. Cái này thì nó vàng vàng nhưng mà bên trong nó lại xanh này. Tôi để anh không, bên trong nó vàng mà anh. Hẳn bên trong nó vàng. Này, sau cái lớp vỏ vàng này là xanh này. Ừ. Báo đi con này. Chị bảo sao? Bảo là gọt vào trong một tí. À, sâu vào à? Ừ. Chưa gọt quả này bao giờ? Ui, vỏ nó dày. Cùi nó dày. Ừ. Này, bên trong xanh nét này, hay nhở? Xanh như xanh nè, như lá lúa ấy. Ừ. Thật ra nhà của chị sạch lắm nhá, mình chả thấy có rác đâu, mình gọt ra đây cũng thấy ngại ngại. Bên Lào rất là sạch sẽ các bạn. Như các bạn xem những cái video quay chợ bên Lào ấy rất là gọn gàng nhá, mọi người không vứt rác lung tung đâu. Ở cái này thế không vặn được vào à? Thế nữa vậy? Không vặn được vào à? Chắc là nó bị ấy rồi. Ok. Ngon chưa? Xanh à? Chắc cái vỏ xanh xanh này nó cứng lắm ạ. Thử xem bên trong nào. Anh thử xem nào. Ừ, màu xanh hết rồi. Nó xanh nhỉ? Ừ. Các cháu ăn không? 5 miếng. Chia là mỗi người miếng nào. Xin mời. Kim dưa. Kim má tanh à? Ừ. Kim má tanh. Cháu trai ra đây. Ra đây. Cẩn thận cầm vào con dao nhé. Đó.
Anh ăn thử xem nào. Trong nó nhiều nước nhỉ? Xanh này. Ừ, vâng. Ngọt không anh? Ngọt mát. Ngọt cho em một miếng. 15.000 một cân. Cao lên men thèm quá rồi. Anh để đâu rồi? Em có khăn nước. Bình tĩnh làm lại. Thôi miếng to này của Tâm. Nhiều nước. Anh em mình sẽ tiếp tục hành trình khám phá đất nước Lào. Xe bên này chạy ghê lắm. Tâm quay video đi thu hoạch dưa đấy anh nhỉ. Quay này nhìn cái như kiểu cái viên bi phóng to này đấy. Viên bi nhiều màu. À. Bye bye nhá, xin chào. Xin chào nhá, xin chào và hẹn gặp lại nhá. Ở đây có một cái bãi tắm tự nhiên này, thấy nhiều xe máy đến dừng để tắm đó. Mình cũng muốn tắm quá. Trẻ con ơi, xe chắc xe người lớn đi làm. Trẻ con tắm ở kia. Trẻ con tắm ở dưới. Xem mình đi tiếp. Trẻ có cô gái nào tắm đây thì mình xuống trêu tắm trẻ con. Giờ tắm ướt hết một video nữa. Tắm giờ đi xe nó mới mát chứ. Em muốn tắm cái gì? Em rõ thế đấy. Bắt cá thế à? Giờ xuống suối bắt cá à? Thế bắt bà cơ. Thế bắt bà. Ui, bắt được rắn này. Ui, con rắn. Ui, sợ thế. Rắn rắn giáo à? Ờ, bắt thằng gì đó. Cho xem con này nào. Chết rồi à? Tùa, à cái gì nhỉ? Chết. Măng tài đâu á? Tài. Tài đâu? Tài rồi, tài mới dám cầm. Ôi, con rắn giáo. Này gọi là dân giáo này. Ô giỏi nhỉ. À, cháu bắt à? Sống xem. À, đây là không. Hỏi bảo là cháu chắc là các cháu có tự bắt. Ừ. Nên... À. À, thập chai. À, xem được nhiều cá không? Lấy bà bắt lại. Lấy bà bắt lại đây, mấy mấy lên đi mấy. Lấy đây bà. Ờ, bắt lại bà. Không được cá à? À. Xong xong sen xong sen mình kiểu là nghĩ là mình mua ấy. Nóng như thế này cơ mà. Ừ, đây này. Được rồi.
đến được cây xăng đã đi được 10 km rồi. Đổ xăng xong chắc là mình sẽ quay lại thôi. Quay lại của người Việt Nam xem cây xăng diesel xăng bên này. Em 50.000. Cho em 50.000 tiền xăng. Anh lấy bao nhiêu? 50. Hạ ship ao hà luôn, hạ ship pan. Xăng nào cho vào xe Việt Nam không biết có đi được không? Bày luôn. Bày luôn à? À ăn me kìa. Con trai ngồi ăn me kìa. Thôi chỉ con gái thôi chứ. Không có tiền giả lại đâu, à, không có tiền đấy đâu. Có tiền giả lại. Ok. Có xin lại 50.000 tiền Việt à? Có tiền Việt thì xin tiền Việt. Chắc có nhỉ. Đây người Việt đi lại nhiều mà. Mì ngân Việt mà. Bơ mì. Bơ mì à? Ồ, hình như vừa nhìn thấy có tờ 50 sao mà đỏ đỏ. Ngân Lao có lấy. Giả 50.000 tiền nào à? Đây là 50.000 tiền nào à? Chí xịp lọc. Ê, 20. Không, 40. À, 40 à? 40 thôi. À, tức là sẽ... Ừ. Ở đây các bạn ấy sẽ tính là... không được đổi 1-1 đâu. À. Mà sẽ lệch một tí. Thế phải cho anh mấy nghìn nữa phải chứ? Phải cho anh mấy nghìn nữa. Đây mới có 40 thôi. Thế là như nào? Thế phải cho thêm 5 ít phải 5.000 đấy chứ. Thế lúc nãy ở biên xịp hộp có tiền gì? Ít cũng phải được 4 năm chứ. Chứ cơn hở nông hà ban mà ơ. Ờ. Không, ta không nói. Chắc đáp án khó quá các bạn thôi. Không sao cả. Chủ yếu là muốn nói chuyện với các bạn chứ không nói được. Ê, không khó rồi. Thế ăn bù quả me nhá. Lấy quả này trừ bớt tiền nhá. Đây, tâm đang thèm chua đúng không? Thịt rời đấy. Ăn bù quả me tính 10.000 các bạn ạ. À, chẩm chéo. Gọi là cái gì chéo nhỉ? Chẩm chéo. Chẩm chéo. Chẩm chéo. Chẩm treo. Xin mời chẩm treo. Trong các chẩm treo bên Việt Nam không? Không. Bên này có mắm. Bên này có mắm. Ăn nó ngọt ngọt. Có mùi mắm ấy. Ok. Xong rồi bây giờ nha, mình sẽ quay lại. Các bạn này cho Tâm cầm quả này đi ăn rồi. Chót xin này như rồi. Nó đi. Tâm nó còn đây. Mẹ này to lắm, nhiều hạt. Mình có biết nói được nhiều tiếng Việt không? Nói được nhiều tiếng Việt không? Một tiếng Việt bao? Không biết. Không biết à? Không sang Việt Nam đi học à? Không không sang Việt Nam học à? Không. Chẳng hạn là biết tiếng Việt rồi. Con nhìn vốn. Thôi, chào các bạn nhá. Về Việt Nam đây. Anh em mình tìm quán uống nước. Cái này cũng giống Sting nhưng mà bên này là tiếng Lào à? Ừ, tiếng Lào. Sting đây. Sting Lào. Coca Lào à? Hay cũng Coca với Sting nhá. Làm hai chai đi. Cho em Sting đỏ đi. Cho em Sting. Hai chai đỏ xem vị Sting với Coca à Pepsi ở bên này có khác. Ok, đóng lại của em ấy. Không nó mất nhiệt. Bao nhiêu tiền ạ? À? Cái này 66 phần. Sao? 66 phần à? 66 phần cho anh. Là 20.000. Là 22.000. 22.000 à? Ừ. 22.000 tiền nào à? Đây có 20.000 tiền nào. Với giả thêm tiền Việt nhé. Có 2.000 tiền nào không? Tiền Việt không? Có 2.000 tiền Việt. Đâu nhỉ? Có giả 5.000 tiền Việt đi. Đâu nhỉ? Đây giả 5.000 tiền Việt. 25.000. Vừa Việt vừa Lào. Tâm muốn xin nhỏ à? Ừ. Nào cảm nhận đi.
xem giống nước uống Việt Nam không? Kiểu gì nó cũng sẽ giống. Kiểu gì nó cũng sẽ giống. Cùng hãng sản xuất à? Sting này như là thương hiệu Việt Nam sao mà? Toàn chữ Lào rồi. Ừ. Giống mà anh, giống. Hình như sao? Nhạt hơn bên Việt Nam. Cái kia? Ừ. Hay tại mình đi nó nắng nóng quá nó mệt. Anh uống thử xem. Giờ nó làm sao nó đúng vị được? Cái Sting thì vẫn giống như cái này khác tí này. Ừ. Khác à? Pepsi không đường. Ừ. Thằng nào nó phải không ngọt. Cái không đường cái này. Ừ. Cái này có 480 không được nửa lít này. Uống nhanh chai nước xong là anh em mình lại vào khu này, khu bản này thấy đông đông người các bạn ạ. Thấy đông nhà, đông người vào đây chơi. Một chút ở đây nữa xong là sẽ quay về Việt Nam. Ở đây nhiều chào chú. Đây thấy ở đây cho các bạn xem cái không gian bản làng mọi người ở cũng gần gần nhau này. Ồ, cây xoài to chưa? Mọi người ở liền nhau. Đây chắc nguồn nước này. Hay chưa này? Đây chắc là cái bể nước. Đây là họ làm cái bể ấy, đúng không? Ừ. Cái bể tích vào đây xong bắt đầu là mới chia cho mọi người. À, kia bên kia có bể đấy. Ừ. Ồ, trên này đông đấy, các cô không biết đang ngồi ăn cái gì đây. Cháu cô nhá. Xong mới đi. À, đang có cái gì ăn đây rồi. Kin khẩu ấy à? À, kin má sổm à? Kin má sổm. Ê, toàn thấy các cô hay ngồi với nhau này nhỉ? À, ăn quả xoài. Quả xoài chua. Nhưng mà ăn hết mất rồi, mết rồi nhỉ? Mết. Mết nào? Ồ, không kin à, không kin nẩu à? À, không kiên nẩu với cái này à? Bơ mì rượu. À, không có tiền mua rượu uống à? Bơ mì ngân sự. À. Cộng đồng mọi người rất là vui các bạn ạ. Mọi người đoàn kết với nhau gọi là có một chút cái gì đó là gọi nhau đến ngồi với nhau chơi như này rất là hay. Đấy. Mai các cô đi, các cô có đi chợ không? Mai có đi bay Nam Mèo không? Có. À. Đi bán hay đi bán hay đi mua? Đi bán hay mua hàng? Bán cái gì ở đây các cô hay bán cái gì nhỉ? Hỏi tao hỏi các cô hay bán cái gì? Vừa đi bán vừa đi mua. À. Bên này là mang kiểu như là nông sản này, mang gà, mang và những cái đồ nuôi trồng được sang bên đấy bán xong lại mua những cái đồ dụng sử dụng, đồ các thứ mang về. À. À đây này, dưa với quả cô ấy chắc là mang ở trên nương về để mai đi chợ đây. Đây trên bên đây thì cái nghề chính của họ chắc là đan các bạn. Đan rất là nhiều những cái sọt như này. Cái gì cũng phải đựng bằng cái này hết này, củi này. Đây các cái giỏ. Cái gì? Tỏi á? Tỏi đâu mà tỏi? À. Tỏi đâu? Ủa. Có cả cái này luôn. Cả chúng lên luôn. Trời ơi. Ở vùng biên giới này các bạn này. Có cái này luôn. Tâm anh tưởng là củ tỏi. Ừ. Ôi, không biết ở bên này mọi người quản lý có chặt lắm không, nhưng mà có đi vào nhà chơi là đã thấy này rồi các bạn ạ. Đây là cá khô rồi. Đây thiết bị này cũng rất là phổ biến ở đây để đi săn cá. Cũng như nhà nó cũng có sao.
Vẫn phạt à? Công an vẫn phạt à? À, chị hỏi bảo công an cũng phạt nhưng mà chắc họ không kiểm tra kỹ lắm đúng không? Nên là vẫn có. Công an cũng phạt đấy. Cái giỏ xinh chưa này? Giỏ xinh thật đấy. Không làm. Trên này có bà đang dệt váy này. À, somebody. Bà đang dệt váy đây. Bên này mọi người vẫn làm các sản phẩm thủ công này xong mang sang chợ La Mèo bán đây. Làm váy, chủ yếu là váy. Đấy, lên tận trên rồi. Rồi nhà mình sẽ quay xuống về Việt Nam thôi, nghỉ ngơi, tìm chỗ nghỉ nữa. Để mai còn đi chợ La Mèo sớm các bạn ạ. Đi chơi La Mèo xong sang đây chơi. Ờ, nó ông mắt tay hử. Đi trẻ con nói. Về thì cho hồi em nhá. Ờ, khác ao hồi lịch nói. Ờ, đi về đây. Vâng. Ao má hở. Đây cho quả này ngon hơn, quả này dẻo quá. Đây cho quả này. Cho quả dưa. Ừ. Quả là cái gì nhỉ? Khắp chay, khắp chay. Khắp chay, khắp chay. Khắp chay, đấy, con bé này này. Và đây chơi không? Xin chào. Somebody. Mai đi chợ La Mèo không ạ? À? Mai có sang chợ không ạ? À? Mai em gái có sang chợ không? Mai đi chợ không? Mẹ pu bay bay chợ tăng nằm mèo bao bay. À. À. Hả? Em mai gặp ở chợ nhá. Mai mới về à? Ừ, chắc thế. Xem hàm. Ờ. Là sao? Vừa đi tìm măng, vừa đi ấy quả, đi tìm quả. Tìm quả, à mình vẫn còn nhiều dưa lắm. Cho cháu hai quả đi. Ừ. Này, cho hai quả dưa, ăn để đi tìm măng. Chớ nào. Ờ. Bạn ơi, hẹn gặp lại các bạn vào sáng ngày mai ở chợ La Mèo nhá. Một cái chợ rất là đặc biệt. Các cô đây, rồi bà con bên nước bạn này sẽ sang mang các loại hàng cũng rất là đặc biệt ở đây sang bên đấy trao đổi mua bán. Xin chào và hẹn gặp lại.